Yes. Yes. Vâng, đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, xin chào MC nó nha. Rồi, đến với trận đấu tiếp theo. Đây là màn hình máy game tổ đồ đoàn tiểu nằm ở khu vực 9 giờ. Đó, còn đây là xi măng nằm ở khu vực góc 6 giờ. Rồi, chúng ta tập trung xem máy game tổ thôi. Vâng, kèo này thì chúng ta có nhiều phương án. Có thể dâng ngay từ bên cạnh nhà được. Đấy là cái thể thức 2 AC để nhà gần nhau. Đánh ở nhà có thể thủ được cho hai nhà. Bài đẹp đấy, tệ ơi. Vâng, bài này là bài móc bình dành cho Tiểu rồi. Hai cánh rừng, hai quả phụ, một bầy hươu, hai con voi. Với cái bài của bài này gần như là không phải bàn cãi rồi. Đánh chạy nhà như vậy. Vâng, với cái kèo mà đánh cung R thì và đánh cái buổi sáng nó hạn hẹp thời gian căng nhất chỉ được 3C thôi anh em ạ. Ăn thêm bãi quả này. Vòng bài ăn 2 bãi quả. Đây là bãi quả phủ 6 cây. Bãi quả là mắc bình. Xi măng là người đã kích đòi 81x27 dân dân. Vậy cũng là đánh cạnh nhà hay đi dâng vậy? Ờ, đi dâng rồi. Donna, you're in your room.
Quay sẽ là 27 nông dân này của Sima sẽ là người đi dâu. Nhà BA dành cho xi măng rồi. Mình xem tôi bắn này vào nhà đầu cánh như thế nào. Thì sạch trong dân đây tơn cũng đầu. Còn đây là nhà màu 5 game thủ 98. Cái gì đấy? À, hai tơn rồi. 98 đã có hai tơn. 98 đã có hai tơn rồi. Game tù của anh kia tham gia đến 18 51 rồi. Bây giờ sẽ xông vào từ tơn. Đốt nhà về game thủ màu 5 trước. Đây rồi cũng kìa. Hai nhà chúng ta vâng màu 2 là người mang con sông đỡ. Chúng ta là có con dốc cao rồi. Giờ này thì màu 5 không thể leo được dốc rồi. Chúng ta là người cố leo dốc trong tuần này. Sáu nhà về dành cho game thủ màu 5. Tiếp tục bắn vào. Con dốc rất cao đấy. Nó rơi vào tầm ít nhất là 4 tầng. Em nên tận dụng con dốc này. Oh.
72% bên kia một là băng rất đông quân đến từ dân chủ 98, trận đấu mà 98 ra là rất đông quân. Còn đây là dân của 98 gặp quân kìa. Ăn đi, làm được ca thế là thế tiến dốc chơi được rồi. Đang chấp dốc tương đối sâu. Chúng ta là một cái tên chấp dốc rất sâu, một cái con dốc cao. Chúng ta cứ từ dưới bắn lên. Tiếp tục là những tên quân mà nhà BA sóc đều dành cho cầu thủ màu vàng này. Đó là tiếp tục là người đánh từ dốc lên. Đội 98 trận đấu này. Làm nó quân đằng sau. 74/108, 80 rồi, màu hai đang đẩy quân chân lực lên để đỡ cho nhà màu lam. Vậy là lẽ giờ là chúng ta chưa ăn được nhiều dân của đội bạn, chúng quân được. Nhưng mà cảm giác quân được bạn chết rất nhiều. Bàn. Tặng 2 thì 128 rồi. Sẽ tiếp tục ở trên con dốc này vừa bắn xuống. Không phải là bỏ lấy trồ. Bỏ lấy trồ để bắn trong cái tình huống này. Ra được điều quân. Tôi là chưa thể đẩy được. Còn thế trận đang. Đó điều quân đi, điều quân, điều quân, điều quân. Ôi là tỷ số là 1-1. Người ta không mất một cái con dân nào cả.